Thư sư câu nói không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ và nước mắt cùng mặn có phải do Phật tuyên thuyết không? Con ấn tượng với câu này nhưng con chưa tìm ra bản kinh được đề cập tới. Sư thì xin thưa là sư cũng nghe thôi chứ sư quên, sư không có biết là sư có thấy ở đâu hay không. Cho nên là nếu mà vị nào tìm thấy thì vui lòng chỉ, chứ còn thật sự mà nói thì sư e là cái này đa phần nằm trong các cái văn bản văn học Phật giáo thì nó sẽ chính xác hơn, chứ còn sư chưa thấy Phật có nói câu này. Nếu mà vị nào có thấy thì vui lòng trích dẫn và sư sẽ hoan hỷ đính chính lại ha. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.